Đăng clip các bé vẽ tranh bằng màu sắc, thanh niên khiến các đàn anh đàn chị đã xem và tự ái. Một đoạn clip đơn giản ghi lại cảnh các bé thiếu nhi ngồi vẽ tranh bằng màu sắc đang gây sốt trên mạng xã hội. Theo đó, thanh niên này chỉ muốn khoe sự dễ thương của lũ trẻ, nhưng không ngờ lại khiến nhiều đàn anh đàn chị xem xong cảm thấy tự ái vì những tác phẩm của các bé quá ấn tượng. Cụ thể, trong đoạn video là hình ảnh các bé đang ngồi chăm chú thực hiện bức tranh của mình. Chỉ với một hộp màu sắc tưởng chừng như đơn giản, các bé đã khiến người xem không khỏi ngạc nhiên khi vận dụng đủ các kỹ thuật tô màu, từ tô màu đậm nhạt đến tô màu nhiều lớp, từ tạo độ bóng đến khả năng pha màu. Các bé đã tạo ra những bức tranh vô cùng có hồn và cuốn hút. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Thôi đẹp! Cộng đồng mạng đã có dịp chứng kiến những kiệt tác đến từ các họa sĩ nhí và không ít đàn anh đàn chị sau khi xem xong đã thở dài ngao ngán bởi họ nhận ra khả năng vẽ của mình so với các bé còn thua kém khá nhiều. Một số bình luận hài hước từ cư dân mạng: 20 tuổi đã xem và tự ái, cọ không phế, màu không phế, tôi phế, hồi đó cứ tưởng màu sáp vô dụng, bây giờ xịn hơn màu khác nữa. Nice. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.